ha. Còn nữa, nhìn này, quyển tập này con có thể viết lên. Ồ, đây là lần đầu tiên cô bé đến trường. Ba lô. I'm sad. Ta có mọi thứ con cần đây. Một chiếc laptop, một hộp bút chì, nó có bút chì, thước kẻ và bút mực, kể cả bút lông, kéo và máy tính. Ha, còn nữa, nhìn này, quyển tập này con có thể viết lên. Ồ, và cuộn băng dán, có ít đấy, và một kim bấm. Là đồ dùng học tập sao? Đúng rồi, là cho việc học mà. Ồ, chờ chút, tao quên một vài thứ. Một chai nước và buổi trưa nữa này. Chiếc pizza mini trong chiếc hộp mini. Giờ thì con đã sẵn sàng đến trường rồi đấy. Hoa Thương, cái này nhỏ quá à. Mọi thứ nhỏ bởi vì cô bé cũng nhỏ mà. Cô bé sẽ đến trường với chúng. Được nè. Đến trường thôi. Ồ, đây là một cuốn tập. To quá, tại sao chứ, cô bé còn nhỏ mà. Nó lớn mà. Đây là hộp bút chì ư? À, cái bút chì này to quá. Những cái bút chì này quá to cho việc học. Em thích những cái kẹo to. Không không không, con không thể ăn nhiều kẹo được. Cái này là hộp cơm trưa. Nó rất là nặng. Mình thích mọi thứ phải to. Đi mua sắm nào. Không, đó không phải là ba lô.